Hai cho anh em mọi chiến lược, mình là Tờ Lũ S8. Đây video bán áp tập số 324 mình với các sáng thế hổ hàng khủng luôn. Tổng lực chiến S122 S128 các bạn nhé. Lực chiến là 900.000. Cũng gần chạm mốc 1 triệu so với các server cũ rồi đúng không các bạn. Này không hề yếu đối chút nào cả và lực chiến đang là xếp top 3 server. Uy lực thì là mức 28.000 là mình nói luôn, nó giờ là top 3 top 4 gì đó, rất là cao. Ác thì hạng đấu trường cũng rất là cao. Meta chuẩn, lực chiến cao, uy lực cao, mình chắc chắn bạn sẽ là người đã top cao trong đấu trường. Đấy là điều mình có thể khẳng định 100%. Ác thì đang top 3, chắc mới bị đánh xuống. Thì ác này mình nghĩ rằng hoàn toàn là top 2 ngon lành đúng không? Đây, quay về bạn bạn là 9029 đấy. Mình nghĩ là có tỷ lệ đánh được lên top 2. Tỷ lệ đánh lên top 2. Top 2 thì bạn sử dụng hình tứ hồn. Tứ hồn kèm 2 tính chất tài năng đúng không? Cũng rất là mạnh. Bên mình nhà sử dụng sáng thế hổ kẹp carry 2k3 với cơ bản là best rồi, khó kiếm được cái team nào mà nó trâu bò hơn. Thời nay thì sáng thế hổ rắn và gấu lắm, và cả tứ hồn là bốn cái meta mình nghĩ rằng thích hành nhiều hơn cả. Lý do bởi vì nó mạnh, mấy ông chơi meta khác không đánh lại được thì các bạn sẽ thấy là nó như là cái quy luật chọn lọc trong tự nhiên ấy. Mạnh thì còn yếu thì quang tèo thôi đúng không? Đấy đều hết sức bình thường. Rồi, áp tiên sinh. Bên tay có khiên 2 lượt, nó khác với khiên 1 lượt của bên tay bạn. Thành ra là nó khá là trụ, khá là tốt. Rồi, xem giải của mình cho ai. Có thể đứng cho ai nhỉ? Hình như cho cá phẩy các bạn. Cá đen đúng không? Cá đen. Nhưng mà cái gì cũng có giá của nó thôi. Nó có tỷ lệ mà các bạn. Rồi các bạn, khá là được luôn. Nhưng mà bên mình đam chủ được cả Terry 2k3 chưa được gọi là xuất binh các bạn ạ. Rồi ok. Rồi, đam siêu to các bạn, đam siêu to. Thêm một xíu ấy thì Ainis nó cũng có độ khí luôn. Thì đó thì gọi là đồ đạn nát luôn. Thôi trận này chắc thua rồi. Terry 2k3 nó... Mà cũng không biết được với Terry 2k3 các bạn ạ. Thực sự mình không chơi giá với hổ nhiều cho nên mình cũng không dám là làm ngôn loạn ngữ về Terry 2k3. Bây giờ chơi lâu lâu thì mình mới biết được. Con này nó cánh tim, nó khác với cái meta kiểu rắn, nó chia đều sức mạnh cho khá nhiều võ sĩ. Để sang thế hổ thì nó gần như là nó dồn lực vào các bạn ạ. Nó không đánh quá nhiều. Rồi. Rồi, mình đoán là mình thua thôi. Bên đội bạn thì hơn chút đi lực, lực chiến thì ngang nhau thôi đúng không, 900 thì 900 à còn ít hơn là mình được chiến này đúng không, nhưng nhờ tư chất 15 lực cao hơn thì nhá. Ồ, mình nhớ top 3 rồi, chầy cối đánh lên top 2 này các bạn, nhưng mà nó có tỷ lệ thôi, 20:59 công vào canh đúng không, mình có chút việc đấy, có top 2 các bạn ạ, đánh là top 2 chứ không phải là không đánh top 2 đâu, có tỷ lệ thôi đấy. Mình check về túi đồ, đây là hồn điệu ngân sách, đây là số lượng mảnh vẫn đang đã môn đúng không? Chuỗi mình sẽ trích môn 42 mảnh Terry 2k3 sau khi đã nghe 5 sao. Còn 156 chỉ dương thân. Để lấy Terry 2k3 không đơn giản đúng không? Danh sách võ sĩ mã này đang có. Đây đội hình 2 các bạn chơi tứ hồn nhé. Đội hình 1 thì chơi chơi sáng hiểu rồi đúng không? Nhá, chuẩn bài rồi. Về môn của các võ sĩ. À đầu tiên là tìm vũ khí đã đúng không? Full luôn các bạn ạ. À. Ta đi 2k3 vô tình rồi, đâu đây rồi, đây rồi, cực trầu đúng không? Con này Vamon thì thực sự là mới bá cháy nước các bạn. Bây giờ thì nó vẫn gọi là cái gì nhỉ? Tiềm lực thôi, tiềm năng thôi. Sáng thế hổ ấy, các bạn chưa phan thấy hết được sức mạnh của nó đâu. Ca phẩy đã qua tam môn. Tất nhiên con này chưa có môn. Nhị môn, đây là tứ môn, đây là nhị môn. Rồi, bây giờ viện trợ đúng không? Vừa viện trợ vừa cho đỉnh 2 luôn, ok. Mình đã đủ thông tin về ác này, một ác sáng hiểu theo mình đánh giá là cực kỳ chất. Về tương lai ác này thì mình nghĩ rằng lên chờ Mukai thì tốt hơn là chờ Omega Rugal, bởi vì Omega Rugal nó còn vòng 2 thôi,
còn Luka thì đua từ vòng 1, và Umeru thì nó phù hợp với tứ hồn hơn là kim sáng thế, bất kỳ sáng thế gì vì duyên của nó là duyên nằm trong tứ hồn. Còn Mukai nó là võ sĩ vệ nhưng mà hồn hộp, nó hồn hộp, nó mang cái thiên được phòng thủ nhé, và hồn hộp nó sẽ hợp hơn với team team sáng thế hộ, được hưởng lợi nhiều hơn từ Terry 2k3, và Terry 2k3 được hưởng lợi nhiều hơn. Đấy là cái đội hình gọi là trong chuẩn form của bên xem bộ quy, mình cũng gợi ý các anh em chơi như vậy thôi. Vị trí thay thế thì có lẽ là Leo là dị, có lẽ là Leo là dị. Còn team này phải nói hiện tại quá khỏe, không khỏe làm sao là tốt đấu trường được, đúng không? Đội Kim Vương còn lại rất là ấn tượng, lên tới xấp xỉ 25.000 kim cương, rất khỏe đúng không? VIP 13 server mới kiếm VIP 13 trở lên là hơi khó đấy các bạn. Rồi ok, giá của áp VIP 13 lượng kim cương còn rất nhiều, đội hình thì khỏi bàn siêu chuẩn rồi, là 2 triệu. Bạn nào mua áp liên hệ với mình theo số điện thoại cũng như là link Facebook bên dưới phần mô tả của video. Đây là video bán áp tập số 324.